Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 5 cho biết đã ghi nhận thêm ít nhất 86 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 3.623. Tin cho hay 30 ca trong số đó được phát hiện chiều ngày 12 tháng 5 ở các khu đã cách ly tại nhiều nơi như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang và Phú Thọ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, kể từ ngày ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây nhiễm cộng đồng hôm 27 tháng 4, tới nay đã xác định 610 ca nhiễm mới, nhiều nhất là tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Anh Công Quyền, người dân ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho VOA Việt ngữ biết rằng nơi anh sinh sống đang thực hiện chính sách cách ly, nhà nào ở nhà đấy hầu như không có ai ra khỏi đường và công việc kinh doanh dừng hết. Theo Tuổi Trẻ, tính tới nay, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 120 ca COVID-19, trong đó riêng huyện Thuận Thành có 108 ca. Tờ Nhật Báo này cũng dẫn lời Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của tỉnh cho biết rằng tình hình dịch bệnh ở đây có khả năng lan rộng. Trong khi đó, theo VN Express, chính quyền thành phố Hà Nội đã ghi nhận 162 ca kể từ ngày 27 tháng 4, trong đó có 86 ca tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 13 ca ở Bệnh viện Ca, vốn chăm sóc và chữa trị bệnh nhân ung thư. Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News hôm 6 tháng 5 trích lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới cũng như chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất.